Vô đi. Nếu như mà chồng cô bất lực, tôi sẽ giúp cô. Ba cái chuyện này á, tôi là bậc thầy đó. Nếu mà có tiền á thì ổng tôi làm gì cũng được. Em yêu, em sao vậy? Tôi muốn thỏa thuận lại hợp đồng. Ngồi xuống đây. Sao? Em muốn như thế nào? Tôi muốn tăng tiền mỗi lần tôi phục vụ ông. Em muốn tăng như thế nào? Nói đi. Tôi muốn tăng gấp đôi. Chuyện nhỏ mà, được thôi. Nhưng mà em muốn tăng tiền á thì anh cũng có điều kiện với em đó. Em muốn gấp đôi tiền đúng không? Thì anh cũng muốn em á phục vụ anh nhiều hơn, phê hơn. Được thôi. Nếu mà có tiền á thì ổng tôi làm gì cũng được. Anh, em có tin vui nè. Hả? Tin vui gì em? Chị nói là có em bé nha. Không phải. Em có tiền làm phẫu thuật thay thận cho anh rồi đó. Tiền phẫu thuật mà em kiếm ở đâu ra mà nhiều tiền vậy? Thì em trúng số, đủ tiền để làm phẫu thuật cho anh luôn á. Gì hả? Mà thì không đó, anh thấy lo quá à. Cái gì lo gì? Em lãnh tiền rồi đó, anh mau mau bảo cho bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật cho mình đi. Thiệt hả? Alo bác sĩ hả? Con sắp xếp lịch phẫu thuật chưa gấp nha. Dạ. Em chịu đến rồi hả? Tại sao ông lại quay clip để hiếp tôi chứ? Anh quay lại á là tại anh muốn làm kỷ niệm thôi mà. Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận rồi, mà ông thừa biết lý do tại sao tôi lại chấp nhận làm chuyện này mà. Anh hiểu là em có nỗi khổ riêng của em, nhưng mà tại vì anh nhớ em mà. Nhưng mà tôi không muốn làm chuyện có lỗi với chồng tôi thêm lần nào nữa. Thôi được rồi, anh xin em á, em chiều anh một lần này nữa thôi, rồi anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, anh hứa đó. Vậy còn đoạn clip thì sao? Anh sẽ xóa, nhất định anh sẽ xóa. Gần cuối thôi đó nha. Alo, mày hả? Tao đang có chuyện cần mày giúp. Mày có tiện nghe máy không? Vô đi.
Mời cô ngồi. Rất vui được tiếp cô. Cô cứ việc thoải mái, cứ việc chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe. Dạ. Chồng tôi, thật ra thì dạo này anh ấy hơi lạnh nhạt, dường như chúng tôi chẳng còn muốn có hứng thú về với nhau nữa. Như vậy có nghĩa là cô đang thiếu thốn về tình cảm, đúng không? Không sao. Nếu như chồng của cô không biết quan tâm đến cô, không đem lại hạnh phúc cho cô, thì cô cũng có thể đi tìm một người khác. Người đó sẽ đem lại hạnh phúc đến cho cô. Tôi... Cô cứ an tâm. Về cái mặt này á, tôi là bậc thầy về tâm lý mà. Tôi nhìn các cô, tôi hiểu cô đang muốn gì mà. Tôi không biết nữa. À, cô uống nước nha. Tôi sẽ lấy nước cho cô uống rồi mình tiếp. Dạ. Yeah. Mời cô uống nước. Bác sĩ ơi, có thể cho tôi một miếng khăn giấy được không? À, cô ngồi chờ tôi tí nha. Đây, khăn giấy của cô đây. Tin tôi đi, nếu như mà chồng cô bất lực, tôi sẽ giúp cô. Chuyện gì chứ, ba cái chuyện này á, tôi là bậc thầy đó. Cô đừng nghĩ tao cũng dễ bị dụ.